thôi cũng được. Ok. Đây anh em đang sửa cái chén cổ cho khách. Đây là chiếc VinFast Felix S. Đi trong thời gian lâu ngày thì cái chén cổ khách phản ánh là nó có hiện tượng nó nặng. Thì mấy anh em đang xử lý cái chén cổ cho khách. Cổ bên sớm nha. Đây là cây này vừa đóng chiếc trên chiếc dưới được luôn. Đây nha. Bắt đầu ngày chi dụng. Rồi giờ kỹ thuật bắt đầu làm. Đây lâu ngày nó bị rỉ sét thôi mọi người. Đó. Đây quý vị, cái xe đi thời gian lâu ngày nó sẽ bị rỉ sét như thế này. Phần chén cổ bi bạc đạn nó rỉ sét như thế này thì mình không có sử dụng được nữa. Này nó gây hiện tượng nó cứng với mình đi lâu nó nguy hiểm. Thì giờ là mấy anh em kỹ thuật đang xử lý làm cho cái xe nó nhẹ đi. Đó, mình vào cua này kia nó sẽ thoải mái hơn. Đó. Anh em nào chơi xe thì biết cái mỏ này nó có tác dụng như nào, nó sẽ xịn hơn cái mỏ khác. Bên shop MK đang giảm giá 10% trên tổng đơn hàng nha mọi người. 200 đơn hàng đầu tiên tới khi hết số lượng. Nếu ngoài ra còn thêm chương trình rút thăm trúng thưởng nữa.